Lệ Vu Lan báo hiếu. Thì khi mà nhắc đến Lệ Vu Lan thì có thể một cái câu thơ mà rất là gần gũi mà hầu như chắc ai cũng nhớ là Trung Nguyên ngày hội vọng Vu Lan. Cho mọi quý vị, bến giác chiều thu sóng vạn ngàn, những ai là kẻ mang cân nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Quan trọng là cái câu đó quý vị, là chúng ta là những người luôn biết thể hiện lòng tri ân và báo ơn, cho nên chúng ta đều vận lòng thành của mình để đón mùa Vu Lan báo hiếu. Thì Đức Phật dạy có trong cuộc đời này có năm hạng người hy hữu. Hy hữu là gì quý vị? Là khó gặp. Thứ nhất là những vị đã giác ngộ giải thoát, đó là chư Phật Bồ Tát. Quý vị nhớ năm hạng người ha. Hạng người thứ hai là người biết truyền trao lại, nói lại những lời Đức Phật dạy, đó là gì? Là những vị dẫn sư. Thứ ba là người biết nghe pháp và hiểu pháp. Thứ tư là người biết nghe pháp, hiểu pháp và hành pháp. Thứ năm là người biết tri ân và báo ơn. Thì vậy hôm nay Phật tử chúng ta ngồi ở đây, quý vị nghĩ coi là mình được hạng nào? Mình được ba hạng luôn đó. Thứ nhất đó là mình nghe pháp, hiểu pháp. Thứ hai là nghe pháp, hiểu pháp và hành pháp. Và thứ ba là tri ân và báo ơn. Chúng ta biết nghe pháp, hiểu pháp và hành, chúng ta mới ngồi đây nghe. Còn mình nói pháp có gì đâu nghe, mà đâu có thể nghe còn cái gì. Thì mình hành pháp đó là mình thực hành lời Phật dạy, cho nên mình mới biết việc tri ân và báo ân. Vì chúng ta là những vị ngồi ở đây còn là những người hy hữu khó gặp không ạ, những người đáng quý không ạ. Cho nên chúng ta phải mình tự thấy rằng chúng ta mình đã biết làm đúng những lời Phật dạy như vậy. Đó là năm hạng người hy hữu ở trong cuộc đời. Thì tại sao mỗi khi mùa Vu Lan báo hiếu là tổ chức vào những, có thể có những vị đã biết rồi nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc lại để cho chúng ta cùng ôn lại. Có những vị chưa biết cho nên đã hỏi thì chúng tôi cũng nói lại luôn, là có những số vị tại sao là mùa Vu Lan lại là rằm gọi là tháng 7. Và đúng ra là Đức Phật dạy là vào ngày rằm tháng 7, nhưng mà vì điều kiện phương tiện cuộc sống và thời gian và mỗi quốc độ nó khác nhau, cho nên là thường Vu Lan ngay hiện bây giờ là thời đại ngày nay là thường hầu như là nguyên một tháng 7, có thể phát qua tháng 7 một chút, nhưng tất cả ngày giờ nó chỉ là một phương tiện thôi. Nhưng đúng lời Đức Phật dạy là ngày rằm tháng 7 mỗi năm vì lòng hiếu thuận, vì quý vị trong thân phải đền gì đó. Thì ngày rằm tháng 7 là tại sao chúng ta phải làm lễ Vu Lan? Tại vì ngày đó là ngày gì quý vị? Là ngày tự tứ. Sao gọi là tự tứ? Tự tứ theo cái âm Hán mà dịch nghĩa ra là tùy ý. Tùy ý là tùy theo cái ý muốn. Là ngày đó sau chư tăng ni, sau 3 tháng ăn cư thiết hạ, tu tập trau dồi tinh tấn đạo hạnh của mình, 3 tháng tu tập, và ngày đó là ngày chư tăng hội họp lại và chỉ lỗi cho nhau. Trước hết là mình tự nguyện, tự giác ngộ để mình thấy được mình có những cái lỗi gì mình nêu ra trước mọi người. Còn chúng chỉ lỗi, hoặc nếu chúng ta không thấy được những cái lỗi của mình để mình nói ra để rồi mình sám hối, thì nhờ những vị khác chỉ lỗi để rồi mình hoan hỷ nhận cái lỗi đó và sám hối. Đó gọi là tự tư, là tùy ý, là tự mình giác ngộ để rồi sám hối những cái lỗi mình đã làm. Cái ý thứ hai là tùy theo cái ý của người khác chỉ lỗi của mình. Thì ngày tự tứ là ngày tất cả chư tăng cùng ngồi lại với nhau và nói lên cái lỗi của mình và nhờ những vị khác chỉ ra lỗi, và từ đó là mình giác ngộ, mình thấy được điều mình làm là sai để rồi mình thành tâm sám hối. Như vậy ngày đó là ngày chư, cho nên chư Phật rất hoan hỷ. Ngày chư Phật hoan hỷ trong kinh Vu Lan chúng ta cũng đọc nhiều rồi, là Đức Phật dạy dạy trong kinh chúng ta đọc, chúng ta có nhớ không, là vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dù ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sân khê tránh điều phiền não chẳng về thiền na, hoặc người đạt bốn tòa đạo quả.
công tu hành nguyện thọ vô sanh. Là ngày đó là chư tăng công hội đầy đủ và tất cả chư hiền thánh tăng long thần hộ pháp cái ngày này giác ngộ giải thoát, cho nên tất cả mình cái sự hoan hỷ, lòng hoan hỷ của mình, và nhờ vậy mà long thần hộ pháp cũng quan lâm để gia hộ cho tất cả chúng ta. Vì như vậy chúng ta cũng nương theo cái đức của ngài tự tướng mà Phật đã dạy ngài một kiện liên là sống sanh lễ Phật để dân cúng, để hồi hướng công đức cầu siêu, để cầu cho mẹ của mình. Vì như vậy chúng ta mình có học theo được không? Chỉ cần mình nói đến mùa Vu Lan mình cũng học được một cái hạnh là gì, là phải tự giác ngộ. Chúng ta về chùa mới sáng sớm về có người nói là ủa hôm nay sao chị nói cái câu này hơi nặng lời, là chỉ lỗi cho mình á. Thì mình nói sao? Tôi có nguyện tôi nói mắc mới gì chị thì nói có gì không? Thì nhiều khi những vị chúng ta, nhiều khi mình cái tập khí mình cũng còn sâu dày, chỉ cần mà cho nên mình chưa Phật không hoan hỷ cho chúng ta được là tại vì sao? Chúng ta mình cái lòng cái ngã của mình nó còn sâu dày quá, chỉ cần mà ai chỉ lỗi chút xíu là mình lại ngược lại liền. Hoặc là ai chỉ cho mình cái lỗi là hồi nãy chỉ có cái hành động nó không đúng thì mình nói liền. Nhiều khi mình không giác, chưa tự giác ngộ được, mình sẽ sân lên mình nói chuyện tôi chưa làm mặc gì đấy tôi mà cô nói. Nhiều khi phải không, có rất là nhiều cái cảnh như vậy. Cho nên chúng ta cái ngày tự tứ trước nhất là mình cũng học được cái hạnh là phải tự giác ngộ, mình biết giác ngộ những cái lỗi lầm của mình để rồi mình sửa đổi. Còn nhắc đến mùa Vu Lan là luôn luôn lúc nào cũng có hình ảnh đến một kiền liên. Thì hình ảnh mà chúng ta cần có một cái bài học sâu sắc đó là cái hình ảnh bà Phụ Liên Thanh Đề. Bà Thanh Đề khi mà cầm bát cơm là sao? Lòng bọn sẽ tìm cách chưa dứt, sợ chúng ma cướp việc của bà. Đó là một cái bài học về cái lòng vị tha. Nếu mình sống với cái tâm ích kỷ hẹp hòi thì sao? Cơm chưa đưa đến miệng bà hóa thành than lửa. Thì như vậy chúng ta sống với cái tâm ích kỷ thì mình như sống trong một cái ngôi nhà lửa. Ngôi nhà lửa có nóng không quý vị? Rất là nóng, làm cho mình bực bội, nhức nhối, mình không chịu nổi cái cảnh. Do cái tâm mình ích kỷ hẹp hòi, từ cái hình ảnh mà mục đích thanh đề là lòng ích kỷ, cho nên không ăn được miếng cơm đó, thì chúng ta mới thấy được cái hạnh, phải thực hiện cái hạnh gì? Đó là phải biết vị tha, phải biết bố thí, cúng dường. Mình khởi cái tâm vị tha thì tự nhiên là cái lửa đó sẽ hóa gì? Hóa sen hồng. Còn nếu chúng ta luôn sống cùng tâm vị kỷ thì đó là mình như sống trong nhà lửa và trong con người mình cũng chỉ còn là lửa. Mà mình sống với lửa thì sao? Thì nó thiêu đốt mình lúc nào không hay. Đó là cái hai điều mà chúng ta cần nhắc lại và cần ôn lại mỗi khi mùa Vu Lan. Chúng ta ôn để mình nhớ là những gì mình cần học. Và khi mà Đức Phật dạy, tại sao có nhiều vị hỏi là tại sao mà lại dạy ngày mùa Kiền Liên á, là phải thức ăn trăm món mà trái cây năm màu. Thức ăn trăm món làm nổi không quý vị? Nhưng mà thật ra ý đó là Đức Phật để nhấn mạnh cho chúng ta thấy là với một cái tấm lòng vị tha thì với một tấm lòng mình đã bố thí cúng dường rồi thì mình không có để cái tâm tiết kiệm, mình không để cái tâm tính toán vào nó. Cho nên thức ăn mình có làm trăm ngàn món, có làm bao nhiêu món cũng không thấy đủ. Quan trọng là tấm lòng của mình phải khởi được cái tấm lòng là mình hướng về dân cúng mà mình không có tính toán sau đâu ở trong đó. Và tại sao cái ý nghĩa mà trái cây năm màu là sao quý vị? Như nhớ có nhắc quý vị một lần rồi mà không biết có vị nào nhớ không? Tại sao là năm màu mà không sáu màu, không bảy màu, không tám màu? Là tại sao quý vị? Cái ý nghĩa năm màu để chư Phật chư Tổ muốn nhắc cho chúng ta thấy rằng là người con Phật luôn luôn phải lấy gì? Ngũ căn. Ngũ căn đó là gì quý vị? Tính, tấn, niệm, định và huệ. Tính là gì quý vị? Là một cái lòng tin kiên cố, lòng tin vào chánh pháp của Phật. Tấn là gì? Là tinh tấn. Niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Định là cái sự chánh niệm. Khi mà mình có cái niệm nhớ nghĩ, mình sẽ đi đến cái định tâm, mình không có bị loạn. Và khi tâm mình định rồi thì sẽ có trí tuệ sáng suốt để nhắc mình
phát tâm vào ngày Vũ Lan báo hiếu nhất, ngày mùa kiền liên, là cho chúng ta thấy hình ảnh đó, là với một tấm lòng phổ thí cúng dường, với một tấm lòng không tính toán so đo mà dùng cái tâm ngũ căn, đó là tính tấn niệm định và huệ. Cái trí huệ đã phát sinh nhờ cái niềm tin kiên cố mới có được. Thì chúng ta học điều đó để mình nhớ là mình có lòng tin chân chánh, để rồi mình có dịp nhớ cái tinh tấn tu tập và nhớ niệm, nhớ nghĩ chân chánh. Khi mình nhớ nghĩ chân chánh thì mình sẽ có được cái định, và nhờ định đó mình sẽ phát sinh trí tuệ. Vì như vậy đó là những điều căn bản mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa, những ngày mỗi năm có chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là điều gì quý vị? Mỗi năm sau quý vị còn nhớ không? Chắc nhớ. Thứ nhất là mình học được cái gì? Cái sự tự giác ngộ. Là mình phải giác ngộ. Luôn luôn lúc nào mình phải giác ngộ, phải thấy được những cái điều mình làm sai trái, để rồi mình chuyển đổi mà tu tập. Và thứ hai là gì quý vị? Với cái lòng vị tha bao dung. Và thứ ba là mình dùng ngũ căn là tính tấn niệm định huệ để mình tu tập. Thì ngày Vũ Lan báo hiếu luôn luôn nói tới cái ngày tri ân và báo ân. Mà ân trước hết mà chúng ta cần nói đó là ân cha và mẹ. Nhắc đến tình nghĩa cha và mẹ thì có thể nói rằng suốt cuộc đời chúng ta cũng không bao giờ mình nói cho trọn vẹn. Có một câu, bốn câu rất là sâu sắc nói cho chúng ta thấy được là cha và mẹ là như Phật ở giữa cuộc đời. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tạo tầng. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần vượt xuôi. Vậy có đôi được không quý vị? Mẹ là Phật giữa vạn lần vượt xuôi. Khi mình nhắc đến tình mẹ, tình cha thì phải nói rằng là rất là bao la, rất là sâu nặng, mà chúng ta khó để mình nói cho nó trọn vẹn cái ý nghĩa. Chúng ta, mình phải cảm nhận được từ sâu thẳm của lòng mình nghĩ về ân nghĩa của cha và mẹ thì mình thấy được cái ngày Vũ Lan báo hiếu có thật sự có ý nghĩa. Nếu mình không thấy được những điều đó thì mình sẽ không thấy được cái giá trị của cái ngày Vũ Lan báo hiếu, mình không thấy được cái ý nghĩa của cái hoa hồng mà khi mình cài lên chiếc áo của mình. Ông bà chúng ta ca dao cũng nói một câu sao quý vị? Dò sông dò biển dễ dò. Quý vị nói tiếp không? Mấy ai lấy thước mà đo? Mẹ mình. Đúng quý vị. Mấy ai lấy thước? Thì chúng ta xin sửa lại đi. Mình, mấy ai lấy thước mà đo mẹ mình? Cái này là một câu vui, nhưng mà thật ra nó ý nghĩa. Thì quý vị cũng biết là trời á, đúng quý vị nào nói được là trời là đàn ông hay là bà? Đàn ông hay là bà quý vị? Quý vị nào nói được? Đàn ông mà, tại sao đàn ông? Tại kêu ông trời. Ông trời có cái gì mình hay dùng từ gì? Có mặt trời. Là mặt trời là ông trời có mặt ha. Có gì nữa? Trên trời. Có chân không? Có mặt rồi. Có chân rồi. Có gì nữa? Khung trời. Có không quý vị? Là có cái khung, có cái dáng. Và còn cái gì nữa quý vị? Cái mà quý vị không nhớ hả? Đó là bầu trời. Thì ông trời có bầu thì là gì? Là đàn bà, phải không? Thì như vậy là chúng ta thấy trời ơi hả? Trời ơi, đó là chúng ta kêu thôi. Thì như vậy đó là nói vui. Mình hay nói khung trời, mặt trời, chân trời. Mà mình nhớ bầu trời thì mọi người mới nghĩ rằng vậy là ông bầu trời, vậy là ông trời có bầu, cho nên đó là đàn bà. Mình gọi là ông trời nhưng thật ra đàn bà. Thì nói cho quý vị vui thôi, chứ thật ra để chúng ta thấy được là tại sao ví cái lòng mẹ nó bao la như biển trời, như trời, như biển, bao la lắm. Tấm lòng người mẹ sợ mang hai con. Vì nhắc tới ân tình nghĩa cha mẹ thì có thể nói là mình có nói suốt cũng không bao giờ. Thì có rất là nhiều Phật tử cũng thắc mắc là không biết con tu như thế nào mà con gặp con cái bất hiếu quá. Thì cho nên hôm nay tôi cũng muốn
nhấn mạnh cái vấn đề đó cho chúng ta thấy là tại sao có những người mà sinh ra gặp những người con rất là thuận, hiếu thuận, nhưng có rất là nhiều người gặp con bổ mình bất hiếu là tại sao? Đức A-nan á, khi mà Ngài xuống địa ngục, Ngài thấy một cái biển nước nó sôi sục sục như này, Ngài mới nếm cái vị trong nước biển nó mặn, mà cái mặn này nó kỳ lạ lắm. Lúc đó Ngài mới hỏi vị quả mục á, là tại sao nước trong biển này nó sôi sục sục và nó cái vị mặn nó rất kỳ lạ. Thì lúc đó vị quả mục mới nói rằng là nước biển này là không phải nước biển như những biển khác, mà đó là nước mắt của cha và mẹ ở trên trần gian nhỏ xuống và dần dần thành một cái biển lớn như vậy. Đau khổ thương con, khóc khổ vì con cái cho nên đã rơi xuống ở tận địa ngục và đã thành một cái biển như vậy. Để cho chúng ta thấy là cái vấn đề con cái ở trong xã hội là bất hiếu rất là nhiều. Thì mình phải tìm hiểu tại sao mình sinh ra cũng như người khác, mà tại sao những người đó họ có những người con rất là hiếu thuận, còn mình là gặp cái cảnh như là không hiếu thuận. Cha mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng thương con hết quý vị. Là có hai vị này, một người là nợ, con nợ, một người là chủ nợ, cùng chết xuống tới địa ngục. Thì lúc đó Diêm Vương mới xử là cho cái người mà mắc nợ đó trở lên làm trâu làm ngựa để cày nợ, để trả nợ cho cái người chủ. Thì lúc đó người chủ nợ mới nói rằng con không chịu. Thì ở Diêm Vương mới hỏi tại sao không chịu. Thì ông mới nói rằng nếu ông làm trâu làm ngựa, ông cày thì chứng tỏ con phải đi làm nông, con không muốn làm nông. Người chủ nợ mới nói là con không muốn làm nông, cho nên cho ông làm cái khác đi. Thì lúc đó Diêm Vương mới nói vậy thì ta sẽ cho cái người con nợ của ông làm con ở, làm người ở đợ để hầu hạ chăm sóc lo mọi việc trong gia đình. Thì ông lúc đó ông chủ nợ mới nói ông này cái tính rất là gian tham, rất là xảo trá, lỡ nhiều khi đêm hôm con nằm ngủ rồi nó quơ hết đồ nhà con đi, thì như vậy con cũng không chịu cho ông làm người ở cho con. Thì lúc đó Diêm Vương mới nói vậy ông muốn làm cái gì nữa. Lúc đó ông chủ nợ mới nói là con muốn á, ông làm cái gì không biết mà con đòi ăn đòi ngủ, có ngủ đòi mặc, có mặc đòi đi chơi, có tiền đòi gì cũng được hết. Thì như vậy quý vị chắc cũng biết rồi là Diêm Vương nói sao biết không? Vậy có nước làm cha làm mẹ ông thôi mới đáp ứng được những cái gì ông muốn. Thì đó, cái câu chuyện này mình nghe thì nó đau lòng, nhưng mà thực ra là để cho chúng ta thấy cái bài học, chúng ta thấy tấm lòng của người cha người mẹ là đáp ứng, là thương yêu con mình mà bất kể, không cần tính toán sau đâu, là muốn gì con đòi hỏi tất cả đều chiều con của mình, với tấm lòng bao la như vậy. Nhưng những người con trong bài ai cũng đáp lại hết, ai cũng thể hiện cái hiếu. Đây là một câu chuyện thật mà Đức Hiếu nghe một người Phật tử tâm sự. Để mình thấy, mình nghe câu chuyện này để mình thấy được tại sao trong cuộc sống mình gặp những người con bất hiếu, là tại sao mình gặp những cái cảnh đó. Thì cô Phật tử này cổ mới kể là con gặp có hai đứa con trai, một đứa con lớn con đã gả đi lấy vợ rồi, còn đứa con thứ hai ấy, là nó đã giết con, cố tình giết con 3 lần. Để làm gì? Để chiếm gia tài. Lần thứ nhất, một lần đó là con đang nằm ngủ, thì nó lấy cái khăn nó đến, nó giống như nó muốn cột cái cổ của con. Thì lúc đó con la lên, thì hàng xóm mới nghe được, và họ đã chạy qua bắt đứa con của mình. Thì lúc đó là hàng xóm đòi đem tới để đi bắt đi giam. Thì lúc đó người mẹ, tấm lòng của người mẹ mà cổ không muốn cho con của mình vào tù, và đã đứng ra để xin bảo bọc lại đứa con và hứa là sẽ dạy con nên người. Thì lúc đó đứa con cũng biết cái lỗi và mới kể ra là con đã 3 lần giết mẹ nhưng mà giết không thành. Lần thứ nhất là mẹ bị than là đau khớp, đau nhức, thì con đã mua thuốc để cho mẹ uống nhưng mà trong đó bỏ thuốc độc. Nhưng người mẹ đã vô tình quên, không nhớ, không uống. Lần thứ nhất không chết. Lần thứ hai là người mẹ đang cúi, đang kho lông không nấu ăn ngoài bếp,
là con đã cố tình, vị này đã cố tình lấy con dao để định đâm chết mẹ mình. Và lần thứ ba này người mẹ mới giải thích là tại sao nếu con cuồng thắt cổ mẹ chết thì người ta sẽ bắt con vào tù thì sao. Ông nói con đã tính toán hết rồi, con đã viết giấy sẵn là khi mà giết mẹ xong là con phải bắt mẹ ký vô là mẹ, con sẽ thiêu mẹ, và từ giấy đó là mẹ nói rằng là mẹ nguyện là tự thiêu thân mình chứ không phải con giết. Cho nên bây giờ mẹ ký, mới nói người mẹ là ký vào tờ giấy đó là nói rằng là mẹ tự nguyện thiêu mình để chết chứ không phải là con giết. Vì như vậy người mẹ nghe rất là đau lòng, buồn, rất là buồn cho cảnh con của mình. Và khi mà bị hàng xóm bắt lại như vậy thì người con mới khai ra sự thật là đã ba lần giết mẹ của mình với mục đích là chiếm gia tài. Thì như vậy người mẹ đau lòng mới buồn, khi mà biết cái cảnh như vậy buồn mới ngẫm lại, mới nhớ ra cái lời của một người thầy dạy, một người thầy đã nói với bà là cách đây 10 năm. Thì lúc đó bà mới nhớ là một lần dẫn đứa con này tới chùa thì có gặp một vị thầy, và thầy khi nhìn cái tướng của người con này mới nói rằng thằng con của chị là có một có tướng giết người, có một cái tướng rất là phạm tội giết người. Thì lúc đó người mẹ mà thương con giận quá, nói thầy ăn nói gì mà kỳ cục quá, dẫn con về không tới chùa nữa. Thì lúc đó người mẹ nhớ lại lời ông thầy nói xong mà đúng quá, thì mới tìm tới cái chùa ngày xưa cách đây 10 năm mà bà đã từng tới. Khi bà tìm tới chùa thì cũng hơn là tìm gặp được cái vị thầy đó, thì mới hỏi tại sao ngày xưa thầy mục đích gì mà thầy nhìn cái điểm nào mà thầy nói con trai của con nó có tiếng, có tướng giết người, có tiếng phạm pháp. Thì thầy mới cười, thầy chỉ nói là thì mình tại vì do mình muốn giết nó thì bây giờ nó giết lại mình. Lúc đó bà này còn giận nữa, bà mới nói là muốn mình đâu có mình mà tại sao mình muốn giết, chứ bao giờ mà có ý muốn giết con, mà tại sao thầy đọc mắng nó kỳ cục, là định là sơn lại với thầy nữa. Nhưng mà lúc đó bà mới sực nhớ ra là đúng là khi mà con sinh đứa con trai lớn thứ nhất và đứa trai lớn thứ hai là đang mang thai trong người, nhưng mà con không biết, thì lúc đó chồng con bỏ con thì dẫn đứa con trai lớn ra đi. Và khi mà biết mình đau khổ khi bị chồng bỏ và biết mình trong thai trong bụng đang mang một đứa con thứ hai, lúc đó mới biết, thì lúc đó mới buồn quá, không biết lấy gì để nuôi con, mà đã có ba lần có ý định muốn giết con. Thực sự là ba lần ý định muốn giết nhưng mà giết không thành. Thì lúc đó vị thầy mới giải thích cho thấy là thân người rất là khó được, mình có được cái thân người rất là khó. Khi mà được làm người rồi đó là cái phước lắm mới được làm người. Cho nên khi mà thai nhi, khi mà kết hợp giữa tinh cha huyết mẹ và cái thân tương ấm để vào thai mẹ, nó vừa tượng hình vừa đường họ thai thì rất là mừng. Nhưng mà khi mà nghe cái tư tưởng người mẹ khởi lên cái tư tưởng là muốn giết thì tự nhiên nó hổ, giống như hốt hoảng vậy đó. Khởi cái niệm giết thì sanh cái tâm hốt hoảng và lo sợ, và từ đó cái ý niệm giết người nó hình thành. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh trong đạo Phật chúng ta là rất quan trọng vấn đề gì, vấn đề thai giáo, là dạy con từ khi còn trong bụng mẹ. Cho nên những người Phật tử là họ hay biết dạy con là khi mà còn tượng hình trong bụng mẹ là biết tụng kinh niệm Phật, biết lắng nghe kinh kệ, biết đi chùa để giáo dưỡng cái thai, gọi là thai giáo đó, việc để giáo dưỡng cho người con của mình có được những cái tư tưởng lành, những tư tưởng tốt. Thì do cái cô này là khi mang thai đứa con trong bụng là gặp một cái cảnh rất khổ, cho nên là đã khởi cái tâm là muốn giết con mà khởi ba lần không thành. Từ cái nhân đó và sau khi làm hốt hẳn trong người con và cái tượng hình và nó hình thành từ đó, và người con khi lớn lên cũng đã ba lần muốn giết mẹ của mình mà giết không thành. Thì điều đó để cho chúng ta thấy là khi mình làm bất cứ điều gì, chúng ta là người con Phật rồi, mình đều biết nó có nhân và quả. Thì khi mà mình gặp con cái mà mình dạy không nghe là mình đừng có buồn, đừng trách,
mà là gì, mình phải biết, mình nghĩ tới những cái điều nhân quả mà mình đã tạo từ nhiều kiếp, để rồi mình khởi tâm sám hối, mình làm mọi điều lành để chuyển hóa cái nghiệp. Còn nếu chúng ta không hiểu thì sao? Mình khóc lóc, mình than trời trách đất, bảo quý vị, mình nói tại sao mà tôi ăn ở sao mà không biết gặp con bất hiếu, con khó dạy. Thì như vậy những lúc đó thì chúng ta đừng than trời trách đất, mà mình hiểu được cái luật nhân quả ở đời, để mình khởi một cái tâm khi mà mình biết. Chư Tổ nói cũng rất rõ là những con người khi đầu thai vào trong bụng mẹ, thứ nhất là nếu còn ở trên cõi trời xuống thì còn dư báo của cái hạnh thập thiện, cho nên sống rất là tốt. Còn những người mà ở ba đường dưới lên đầu thai thì sao? Cứng đầu khó dậy, tại vì cái dư báo của cái ba đường dưới là địa ngục, đạo quỷ và súc sanh, cho nên rất là khó dậy. Thì khi mà chúng ta được làm người, được làm gia đình, thì mình biết là người Phật tử, mình biết khởi cái tâm, mình khởi tâm nguyện là con nguyện suốt đời để làm tất cả những điều lành, để cho con làm sao có được những người con mà hiếu thuận, những người con biết tu nhân tích đức, biết làm những điều lành. Mình phải gieo cái nhân đó, nhân lành đó. Khi mà chúng ta mang thai cũng vậy, mình phải hướng về những cái điều Phật pháp. Thì cho nên chúng ta, nếu mình có phước duyên sinh ra được những người con biết tu tập đó, mình biết rằng đó là mình đã có phước, thì sao mình phải tu tập tiếp theo, tiếp tục nữa, mình gieo những cái linh nhân lành để con cái của mình sau này nó hướng theo con đường thiện. Còn mình biết rằng mình gặp những đứa con ngỗ nghịch khó dạy thì sao? Mình phải khởi tâm sám hối. Mình mới nghĩ luôn luôn, lúc nào cũng nghĩ rằng nếu con đã làm những cái điều gì sai trái ở trong quá khứ thì con nguyện sám hối để chuyển những cái nghiệp của mình đã tạo. Cái câu chuyện mà Á Xà Thế thì quý vị cũng đã từng biết rồi, quý vị nghe rất là nhiều. Đã giết cha Ấn Độ ngày xưa, quý vị nhất là hai cái nước mà mạnh nhất là nước Kosala và Maha Kedà, là một cái nước, hai cái nước đó là có một cái tục là thái tử có quyền giết vua để lên ngôi. Thì như vậy khi mà Đức Phật xuất hiện ở nước Ấn Độ và Ngài đã ngăn cấm và không cho thực hành một cái luật đó là giết cha để lên ngôi vua, thì đó là một cái điều sai trái rất là lớn mà trước khi Đức Phật xuất hiện là ở Ấn Độ đã ứng dụng cái luật đó, giết cha để lên ngôi vua. Điều đó là một điều không tốt. Thì quay lại vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề nhân quả ở trong cuộc sống. Còn nếu những người con, nhiều người con thì nói rằng là nếu chúng ta nói luật nhân quả là tại ngày xưa do cha mẹ kiếp nhiều kiếp về trước, do cha mẹ sao không tốt, cho nên sống bây giờ kết quả là những người con lại tiếp tục bất hiếu. Nhưng nếu mình nói vậy, nhiều người con họ sẽ không hiểu, họ nghĩ rằng đó họ bất hiếu là do trả quả. Nhưng nếu người con cứ làm như vậy thì tiếp tục lại kiếp nữa thì sao cũng lại gặp làm cha làm mẹ và gặp những người con bất hiếu. Thì như vậy chúng ta mới thấy là thấy điều đó để rồi mình nhận. Nếu mình biết cái nhân quả như vậy, mình đã hướng dẫn dạy con cái của mình là phải sống sao, phải sống tròn hiếu nghĩa, thì sau này làm cha làm mẹ rồi mới không gặp tiếp những người con bất hiếu. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là do kiếp trước cha mẹ không hiếu thuận với mình, cho nên kiếp này mình mới không hiếu thuận cha mẹ, nếu mình cứ vậy thì sao, cứ ân cái oán nó cứ chồng chất, và như thế là cứ sanh cái cha mẹ với con cái là con thì bất hiếu, cha mẹ thì khổ đau, và như thế nó cứ cái vòng luân hồi nó cứ xoay chuyển như vậy mà. Mình thấy được điều đó để rồi mình cảm niệm, để rồi mình nhớ, mình biết cái nhân quả đã tạo để rồi mình chuyển hóa, chứ không phải là chúng ta biết nhân quả để rồi mình nói tôi chấp nhận, tôi đã, và con thì nó làm và cứ thế nó làm, thì như vậy là nó càng gieo những cái duyên
những cái nhân không tốt, gieo những cái nhân bất hiếu với cha và mẹ. Mình hiểu được điều đó để mình hướng dẫn con cái của mình. Chúng ta có con cái thì mình phải dạy con của mình, là phải dạy con từ lúc gọi là còn trong bụng mẹ, gọi là thai giáo, để mình thấy được những cái điều Đức Phật dạy, là luôn luôn lúc nào mình cũng hướng về làm tất cả những điều lành. Còn nếu mình làm những cái điều không tốt thì sao? Ảnh hưởng cho những người con của mình từ trong bụng mẹ. Giống như câu chuyện hồi nãy tôi kể quý vị là một cái câu chuyện thật. Khi mà cô đó hiểu được, mới nhớ ra mọi chuyện, mới thấy đúng là cái luật nhân quả nó ngay hiện tiền. Là khi còn trong thai đã cố tình giết con mình 3 lần, cho nên sau này người con cũng đã bị ảnh hưởng, tác động cái quả đó, tạo cái quả đó và cố tình 3 lần giết mẹ của mình nhưng không thành. Thì như vậy, cái điều đó là ở lúc bây giờ, thì lúc này trong những ngày thời đại ngay bây giờ, là các thầy cô cũng đã nhấn mạnh rất nhiều để cho những thế hệ con em trẻ của mình là để hạn chế vấn đề mà phá thai đó, có việc là như vậy là tạo một cái nhân không tốt cho những cái thai nhi, mình làm cái sự hốt hoảng và từ đó mà nó sanh ra cái tư tưởng là lúc nào cũng muốn giết người là vậy. Cho nên chúng ta là người học Phật rồi, luôn luôn mình cũng phải nương theo những lời Phật dạy, mình nghĩ tới ân nghĩa của cha và mẹ để mình biết tri ân và báo ân. Mà mình tri ân suốt cả cuộc đời, hình ảnh rất là làm cho chúng ta xúc động, ngay cả Đức Phật. Mà quý vị chắc cũng đã từng gặp, quý vị cũng nhớ là khi mà Đức Phật đi ngang đón xương khô thì sao quý vị? Ngài lại liền 3 lạy rồi rơi vào khóc. Đức Phật, Ngài cũng rơi vào khóc. Và lại cái điều đó để Đức Phật nhấn mạnh cho chúng ta thấy được là tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều lần nhiều kiếp luôn luôn Ngài nhắc chúng ta là phải nhớ nghĩ. Nói một điều vui là chúng ta cũng thấy nếu mình bất hiếu với cha với mẹ thì mình đừng mong mà để làm Phật. Có vị nói là con đã đi về ở cực lạc rồi, nhưng mà Đức Phật A Di Đà nói là sao? Chưa cho con được trở về cực lạc, tại vì con thiếu cái mộng của cha và mẹ. Cái mộng đó là gì? Thiếu tâm tức thì phật tâm. Nếu cha mẹ sinh ra mình, Đức Phật là nhấn mạnh cha mẹ sinh ra mình mà mình không nhớ, mình không tri ân và báo ân thì làm sao mà nhớ Phật nổi? Và quý vị, Phật là người không phải sinh mình ra, cha mẹ là sinh mình ra mà mình không nhớ thì làm sao mà mình nhớ? Mình có nhớ Phật cũng vô nghĩa. Mình phải trước hết phải nhớ cha và mẹ. Đức Phật, chư Phật, chư Tổ được thành Phật, thành Tổ là phải gieo cái nhân là hiếu thuận với cha, với mẹ. Nhưng nhiều khi bổn phận làm con, chúng ta rất là dễ quên lắm. Nhiều khi mình quên, mình lo với cuộc sống của mình mà mình quên. Nhiều khi ai cho mình có một bát cơm mà mình nhớ cả đời. Phải không quý vị? Đi đâu xa mình lỡ đi ngoài đường, mình lỡ làm cái điều gì sai trái, gặp người nào giúp đỡ, mình nhớ hoài, mình nhớ ơn hoài cả đời. Nhưng mà nhiều khi mình quên ơn cha và mẹ. Cha mẹ đã chăm sóc cả cuộc đời. Hồi còn nhỏ chúng ta sao? Cơm ăn không được, không chịu ăn cơm, cha mẹ phải chạy vòng vòng để đút cơm cho mình ăn. Nhưng mà khi cha mẹ già thì sao quý vị? Nhiều khi ăn không nổi nữa, không ăn cho bà nhịn luôn đi. Rất là nhiều cảnh như vậy. Hồi nhỏ mà cha mẹ mặc áo quần cho mình cũng phải chạy vòng vòng, bảo con là mặc áo này vào đi con. Con chạy vòng vòng, cha mẹ cũng phải chạy theo, mệt hơi mệt xích. Nhưng mà lớn lên mà cha mẹ trên tay luôn á, nhờ con cài nút áo á, bộ tay bộ bám cái tay sao mà mang không được, phải nhờ. Rất là nhiều cảnh như vậy, chúng ta nghe rất là đau lòng. Mình nghe những điều đó, có một người con đã viết một lá thơ là những lời nói dối của mẹ. Là nhà nghèo không có cơm ăn, mẹ thảo tần buôn bán kiếm được, hôm đó cướp được một bữa cơm thì thấy các con của mình nháo nhác dọn cơm ra, mẹ mới nói rằng là các con ăn đi, mẹ không đói. Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ.
là tại sao quý vị không đủ cơm ăn, mẹ thương con cho nên nhường. Nhưng mẹ đành nói dối là các con ăn đi, mẹ không có đói. Rồi một lần mẹ đến trường thấy trời nóng đi học, mới dành dụng được chút tiền mua được ly nước mực nước rau má, má đem đến cho con. Con mới đưa cho mẹ là mẹ uống với con, thì mẹ nói con uống đi mẹ không khát. Đó là lần nói dối thứ hai của mẹ. Lần nói dối thứ ba là mẹ cũng dành dụng mua được một miếng cá ngon để cho con ăn. Thì mẹ mới, những người con có hiếu đắt cho mẹ một chút, mẹ mới nói rằng là mẹ không thích ăn cá. Thì như vậy lần nói dối thứ mấy quý vị? Thứ ba của mẹ. Rồi có một lần nửa đêm người con thức giấc, thấy mẹ của mình đang ngồi còn thức làm đêm may áo quần thêm để kiếm tiền cho con ăn học. Thì lúc đó người con mới nói tại sao mẹ chưa đi ngủ. Mẹ mới nói rằng mẹ chưa buồn ngủ. Lần nói dối thứ mấy quý vị? Thứ tư. Rồi khi con lớn khôn thành danh, đi làm xa gửi tiền về mẹ không nhận, mẹ mới nói rằng là mẹ đủ tiền xài rồi. Đó là dần nói dối thứ năm. Rồi một lần người con đã được đi sang Mỹ và muốn bảo lãnh mẹ sang Mỹ để sống cho sung sướng, thì mẹ mới nói rằng con cứ ở đó đi, mẹ không quen. Là lần thứ mấy quý vị? Lần thứ sáu. Và một lần cuối cùng, lần nói dối cuối cùng là mẹ ở trong bệnh viện bệnh nặng, người con tới thấy mẹ đau đớn và đã đứng khóc. Mẹ mới nói rằng là con đừng có khóc, mẹ không có đau đâu. Thì như vậy đó là lần nói dối cuối cùng của mẹ. Người mẹ đã vì thương con, thương tất cả, nghĩ về những đứa con của mình mà chấp nhận nói những lời nói dối để cho con của mình vui. Như vậy chúng ta thấy là tấm lòng của mẹ nó bao la. Chúng ta nói, có dù nói suốt cuộc đời này chúng ta có nói bao nhiêu lời cũng không bao giờ hết được tấm lòng của những người mẹ thương con. Cho nên Đức Phật minh ví là lòng người mẹ là Phật còn tại tiền. Chúng ta chưa hiểu hết lòng mẹ là tại sao. Chúng ta hay nói ông bà mình nói là lòng mẹ như trời như biển. Chúng ta chưa hiểu hết lòng mẹ bởi vì lòng chúng ta gì chưa bao la hơn như biển, cho nên mình không hiểu được. Nếu chúng ta hiểu được là chứng tỏ cái lòng của mình đã bao la như biển rồi. Còn chúng ta chưa thấy được cái ơn cha cao như núi là tại vì sao quý vị? Vì tầm nhìn của mình chưa cao như núi, cho nên mình không thấy được cái ơn cha cao như núi. Mình phải làm sao mình thấy được ơn cha cao như núi, mình cảm nghĩ được cái ơn nặng như vậy thì tầm nhìn của mình mới cao. Thì những ngày nhiều khi chúng ta, những ngày vô lăng có hiếu là những ngày chúng ta hay ngậm ngùi, ngậm ngùi xót xa. Chúng ta phải thực sự hướng tâm từ con tim của mình, mình ngẫm lại. Hồi nãy chúng tôi cũng, chúng tôi cũng nhắc là mình phải nghĩ, mình phải biết sám hối. Thì ngày vô lăng báo hiếu cũng vậy, là mình phải tự giác ngộ, mình thấy được, mình ngẫm được mình đã từng làm những điều gì cho cha mẹ của mình buồn, thì mình phải thành tâm sám hối để mình chuyển những cái điều mình làm. Còn nếu chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng những điều mình làm nó không là gì cả, mình không thấy nó là sai, mình không thấy nó là trái, thì mình không bao giờ mình cảm thấu được tấm lòng của những người cha và mẹ. Chúng ta cũng đã từng làm cha làm mẹ rồi, quý vị cũng thấy được rồi, hiểu được rồi, thì mình phải hiểu được rồi thì sao? Mình phải chuyển hóa mà tu tập. Con cái cha mẹ ở sống trên thế gian này là sao? Là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Khi mà Đức Phật cảm nhận được điều đó, Ngài mới thấy lại đấu xuân khô mà Ngài rơi giọt lệ, là cảm thấu được cái ân nghĩa ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cũng là gì? Là có duyên với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp. Từ hôm nay là
mùa Vu Lan báo hiếu trở về. Chúng ta trở về đây, ngồi với nhau. Đó là sao? Chúng ta cũng đã từng nhiều kiếp rồi, là từng cha, là mẹ với nhau. Cho nên là chú Hiếu cũng mong quý vị một điều là từ bây giờ chúng ta cũng đã người bên trái của mình, người bên phải của mình, người sau lưng của mình, người trước mặt của mình cũng đã từng là cha là mẹ. Thì quý vị chúng ta có thể nắm tay để mình thấy rằng cái tình thương đó nó dung thông với nhau, mình cảm nhận được. Quý vị nắm tay lại được không? Đó là mình cảm nhận được cái tình thông nhiều đời nhiều kiếp. Rồi quý vị giơ tay cao, nắm tay đưa lên, mình thấy được, mình cảm nhận được cái tình, cảm nhận được. Quý vị phải cảm nha. Người bên trái là tình là cha là mẹ của mình, người bên phải là tình là mẹ của mình. Nắm không tới thì quý vị nắm sao cho tới. Người sau lưng mình cũng là gì? Là từng là cha là mẹ của mình. Hình ảnh Đức Phật mà lại đóng xương khô rất là ý nghĩa quý vị. Mình học cả đời cũng không hết, để nhắc nhở chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải gì? Phải nhớ nghĩa tổ tiên ông bà cha mẹ. Và những người chúng ta sống với nhau đây cũng là đã từng là bà con thân bằng quyến thuộc của nhau rồi. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng con tôi thương thôi, còn con khác tôi không thương. Mình chỉ khổ, chỉ thương con của mình và khổ vì nó, thì như vậy là tấm lòng của mình cũng còn hạ hẹp. Mà chúng ta phải mở rộng lòng ra, là người bên cạnh của mình cũng đã từng cha là mẹ của mình, người trước mặt sau lưng của mình cũng đã từng là cha là mẹ của mình. Mình cảm thấu được cái điều đó thì tấm lòng của mình, thì mình mới thấy được là cái giọt lệ của Đức Thế Tôn rơi khi lại đóng xương khô mới có ý nghĩa. Còn nếu chúng ta chỉ biết rằng Ngài rơi giọt hồng, chỉ biết như vậy thì nó không có ý nghĩa. Và chúng ta cài cái đó hồng lên áo của mình, mình mới thấy được là ý nghĩa. Mình cảm thấu được tình thương của cha của mẹ từ nhiều kiếp. Dù cha mẹ của mình mất rồi, nhưng có một cái câu là áo tôi hồng, tôi cài lên bông hoa trắng, nhưng mà tôi không khóc là sao? Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Là dù hoa trắng nhưng mà lúc nào tôi thấy mẹ tôi cười, là vì cả cuộc đời mình đã sống, mình nghĩ là mình sống không trọn vẹn đúng ý nghĩa của một người con, thì luôn luôn lúc nào mình cũng thấy mẹ và cha của mình còn hiện hữu. Còn nếu chúng ta đã lỡ làm những điều gì sai trái rồi thì mình phải gì? Hồi nãy nói cái ý nghĩa tự tứ đó, là phải tự giác ngộ để mình sám hối. Còn nếu chúng ta gặp những cái cảnh những người con bất hiếu thì sao? Mình không buồn, không trách, mà phải gì? Phải tự sám hối bản thân mình. Con đã tạo nghiệp gì? Từ nhiều kiếp rồi con đã tạo những cái nghiệp gì? Thì con xin thành tâm sám hối, để rồi mình làm tất cả những điều lành, hồi hướng công đức để chuyển nghiệp giữa mình và người con của mình. Đó là những cái oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình phải giác ngộ để sám hối. Còn chúng ta may mắn phước duyên hơn nữa, gặp những người con có hiếu thì sao? Chúng ta mừng, nhưng mà cũng luôn luôn lúc nào cũng phải sám hối, phải tu tập để mình hồi hướng công đức cầu nguyện cho những người con của mình luôn luôn sống trong chánh pháp. Thì chúng ta hôm nay là những con người gì? Năm quá hạng người hy hữu rồi. Đức Phật dạy có năm hạng người rồi, mà mình thuộc qua hạng rồi là vô quý không? Rất là quý. Là mình biết gì? Nghe pháp, hiểu pháp, hành pháp là hai hạng người. Và hạng người thứ ba là gì? Tri ân và báo ân. Chúng ta biết tri ân báo ân, chúng ta mới trở về đây để lắng nghe lời pháp, để làm một cái điều gì đó ý nghĩa như ngày Vu Lan báo hiếu. Chúng ta dâng một cái lời cầu nguyện lên Đức Thế Tôn, dâng một cái lời sám hối lên ngôi Tam Bảo. Mình sám hối những cái tội lỗi, lỗi lầm mà mình và con cái của mình đã từng làm, để mình chuyển hóa những cái nghiệp giữa cha mẹ, vợ chồng và con cái với nhau. Thì như vậy nó có ý nghĩa. Thì thời gian cũng đã gì quý vị? Tạm ngưng thôi, chứ không hết. Tạm ngưng ở đây. Thì một lần cuối là mong quý vị chúng ta cùng nắm tay một lần nữa, để mình cảm nhận được cái tình này,
thân ái với nhau, nắm tình thân ái. Ở sau á, có bác gói có chị nói hay là chúng ta mới cảm nhận được cái tình nghĩa. Chúng ta đã từng là cha là mẹ từ nhiều kiếp rồi, quý vị, là chị em cha mẹ từ nhiều kiếp rồi, cho nên hôm nay chúng ta mới có mặt ở đây. Thì mong là cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện mười phương chư Phật tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn có được những cái tình thương mến, có được tình thương của cha mẹ, của anh chị em, của con cái, để chúng ta sống trong tình yêu thương. Và cái tình yêu thương đó phải sao quý vị? Một tình yêu thương có cái sự lấy cái gì? Hồi nãy có nói quý vị là năm điều đó. Là gì? Là ngũ căn, là phải có tính, tấn, niệm, định và huệ, là phải có trí tuệ soi sáng. Tình yêu thương mà mình không nhịn, không bi lụy, mình không khổ, mình không chấp của cái tình đó. Mình thương, mình thương bằng cách là mình muốn cùng đi lên con đường giải thoát. Chứ còn thương mà cứ ôm ấp nhau để rồi khổ đau, mình cứ ôm giữ những cái tình đó để rồi mình khổ. Mình khổ thì sao? Mình khổ thì mình sống trong gì? Trong nhà lửa. Mà mình phải hướng nhau cùng đi lên con đường giác ngộ để được giải thoát. Thì tình thương đó mới là tình thương cao thượng, mới là tình thương của chư Phật và Bồ Tát, mới xứng danh là những người cha, người mẹ, là Phật ở giữa đời thường. Thì một lần nữa cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn được vô lượng cát tường, vô lượng